chào quý bà con, thưa quý bà con. Hôm nay mình đi xịt thuốc cho cái chú cho cha mình đó bà con ơi. Và cái cử lẹt xẹt lúa thì mới chỗ cụm cụm mà bà con. Còn thấy đó. Thấy chưa? Mới chỗ cụm cụm mà. Mình xịt tiếp cho cha mình bà con ơi. Đây. Ông thì đang xịt ở đó đó. Mình mới xịt lối vô và mình gần chân, mình sẽ chia sẻ thuốc cho bà con xem nha. Cha mình đang xịt đó. Cha mình xịt cái này đơn giản quá bà con. Đây, thuốc thì mình lấy cho bà con. Xịt cử chỗ lá sẹt mà xịt có một thứ bệnh một bà con. Đây. Chia sẻ thuốc cho bà con. Đầu tiên thì cha mình xịt mò bà con. Đầu tiên thì mình nói về mò là mình dùng cha mình gam si của đây, hợp chất thì đây bà con. Không biết chị gầy nâu và nhìn sáp bà con. Không biết của công ty nào nữa bà con ơi. Công ty của Phú Nông nha bà con. Đây. Công ty của Phú Nông. Còn thuốc bệnh thì cha mình sử dụng cái sản phẩm là Chubi Food. Ta có loại Chubi Top nữa bà con. Này của công ty An Nông. Chubi Food có sản phẩm là Chubi Top nữa. Cũng mới gan gì nè bà con. Chubi Top thì cái sản phẩm Chubi Top thì cái hợp chất thì nó khác nha bà con. Nó chỉ giống nó giống cái hợp chất là acid chubin thôi. Còn như là mình nói năm nay nó rõ hơn là cái hợp chất Chubi Top là nó giống chai Amitatop vậy đó bà con. Hợp chất cây gan Amitatop luôn. Lượng thuốc cũng mi gan luôn. Còn thằng này thì nó khác. Nó khác là cái hợp chất thứ hai nè bà con. Hợp chất thứ hai hình như là trong cái thẻ Nativo hay mày mại gì đó, mình nhớ mày mại gì đó. Cái chai này là nó dùng để chị lên bếp phạt và chị đậu ôn luôn bà con. Đây. Vừa chị lên bếp phạt và đậu ôn luôn. Cha mình chỉ sử dụng một chai thuốc này thôi. Một chai thuốc chỉ bá bệnh luôn. Chị tùm lum bệnh ra luôn. Là sử dụng một chai thuốc này thôi. Nó xịt cái cử cho cái chữ lạc xẹt. Là nó chuẩn bị phóng lên đó bà con. Nó chuẩn bị nhô qua. Tại vì ngay chỗ mình đứng thì cái chỗ lúa cấy. Còn ở trong kia thì nó chuẩn bị xé bà con. Nó chuẩn bị xé và phóng ra. Dụng đây. Bà con như nó chuẩn bị phóng ra đây nè, như có bông. Mấy cái chỗ này là chỗ cấy á, với cha mình dằn lùng quá nên không được cao. Bà con đây này, đây chuẩn bị xé rồi, thấy chưa? Như xịt cái cử này là giống như kỹ sư luôn bà con. Kỹ sư nói luôn á là vừa phóng ra như vậy là vừa xé ra là xẹt đó bà con. Thôi mình xin kết thúc video tại đây bà con ơi, để mình xịt tiếp cha mình nữa. Nên chúc quý bà con có mừng vụ lúa trúng mùa đạt bội thu nha. Chào bà con.